này xá lợi tử vì pháp không quên mất rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì tánh luôn luôn xả rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì trí nhất thiết rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử, vì tất cả pháp môn đà la ni rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì tất cả pháp môn tam ma địa rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì quả sự lưu rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì quả vị độc giác rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa.